của ông còn một. Hi, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh Nhịp Sống Đông Bắc Vlog của Cường nhé. Hôm nay thì Cường tiếp tục là mượn đồ câu và đi câu lăng xê ở tại sông các bạn ạ. Hôm nay thì có bạn Sáu và bạn Quản đi hỗ trợ mình và cũng là đi chơi với cùng mình luôn. Ê, Quản nhá, Quản áo đen nhá, Sáu áo trắng nhá. Hôm nay buổi đầu tiên Sáu đi cùng mình. Đấy thì mình có vừa ra được cái 4 cần lăng xê rồi. Cái bài mồi hôm nay thì mình có nhờ một bác trộn cho mình hộ cái bài mồi này. Gồm cám ngô, gói chấm đen, gói chấm trắng nhưng mà nó cái gói xanh đen đấy các bạn. Mình cũng không biết tên nó đâu. Mấy cái gạo rang các bạn ạ. Kèm theo là mình có một lon ngô ngọt nữa. Sử dụng thêm một lon ngô ngọt nữa các bạn. Để đánh chép tự nhiên. Hôm nay hầu hết là mình đã xem cái địa điểm và cái vị trí cá ở đây là cũng khá là nhiều. Và nó sáng ra nó đã mọc 2-3 lần rồi. Nên là tỷ lệ cá hôm nay ở đây chắc là rất là dày các bạn. Đây là một con suối nhỏ thôi nhưng mà nó khá là nhiều cá đấy. Ok, thế mình sẽ bắt đầu trông chờ xem có cái cần câu nào được cá nhá. Mọi người hãy cùng mình chờ đợi những giây phút hồi hộp nhất ngày buổi ngày hôm nay nhá. Hay là sót. Là sót đâu, có cái bịch ở dưới kia thôi mà. Chỗ đéo này nhỉ, giờ đấy mình thấy có cái bịch thôi. Bây giờ đéo, ghê thất đi. Chúng trôi mà. Khó gì, mà cái bước lên bờ thằng làm nhận mình đấy. Tôi bố một câu đã. Mấy cái này ném ở gần thì có khi gần đấy rồi. Mắc dây câu rồi các bạn ơi. Căng quá. Không ngờ vẫn còn có người thả dây câu ở đây các bạn. Chắc lại phải chờ nữa mình có ấy thì may mình gỡ được.
nhả dây cho các anh thu hộ. Sạch. Anh ơi, tí gỡ xuống dưới này, gỡ giúp em hai cái lưỡi câu ở đây đi nhá. Mắc rồi. Kéo vào nhỉ? Em kéo vào bên này nhưng mà nó đang mắc ở ngay cái dây của anh ấy. Kéo xuống. Em nhìn thấy hơi chưa hiểu các anh đang làm cái gì. Mắc từ nãy rồi không? Em mắc lâu rồi, mắc 2 tuần lâu rồi, từ sáng rồi. Vâng. Lôi hẳn vào cũng cách bờ phải chục mét ấy. Dạ? Em chưa? Em mới ngồi mà. Vừa ra cần 2 cần, đến lúc bảo thay mồi lại thì lên thấy mắc 2 cần rồi. Ông cái gì đấy? Em đang tính chăm trắng mấy rồi ấy. Sếp. Được nhiều trạch phết rồi anh nhở? Rồi. Toàn trạch to đấy. Không, của anh mà. Em đang thấy anh thu toàn thấy trạch to. Mấy cái hộp linh ở đâu ấy? Hả? Hộp linh ở đâu ấy? À, kéo có rồi, kéo đem rồi. Đù. Cái túi này đây, đầy rồi. Buộc vào cái... Buộc vào chì luôn à? Buộc vào cái chì đi. Chơi thẳng cẳng. Được. Buộc vào chì đi, xong là chì móc vào đây thôi. Đấy nó chỗ nào đây. Ui tiểu cường nhỉ? À đâu bé na, bé na, bé na, bé na đi vào. Nhưng mà nó là tàu gần nhỉ. Đúng chỗ nữa. Đúng rồi. Cứ dòng thôi. Cẩn thận nhá, cứ bình tĩnh nha. Cháu ơi. Chúng cá rồi các bạn ơi. Đúng rồi, báo cá. Báo cá nhá. Phải hết. Cẩn thận mẹ ở đây cây á. Ui, mắc cây ấy. Ui. Từ từ quản đây, mắc cây. Hả? Mắc cây. Đấy thôi, đã đến đâu.
đuổi ra ấy, mắc cây rồi. Nếu có ai cầm máy chứ. Sáu nhanh cầm máy ơi. À đây, đấy đúng rồi. Lại hay quá. Mắc cây này. Không, cây đấy không sợ. Cây đấy vật sát ra đây là được thôi. Quấn đi. Vặn khóa máy mà. Ui, trắng. Trắng ấy, cứ đánh từ từ. Đang cuốn vào đấy. Khóa máy vào một tí. Cốp ở đâu đó? Đây rồi, dưới đây rồi, ốc xuống đây. Ui, to thế. Mắc cái cây kia rồi. Không sao, cứ bình tĩnh. Em mắc cây. Mắc cây ấy. Từ từ quản ơi, mắc cây. Mắc cây. Đấy đâu, đang đến đâu. Không, bùn ra, đuổi ra ấy, mắc cây rồi. Anh cầm máy à. Đây, đúng rồi. Chạy hay quá. Mắc cây này. Không, cây đấy không sợ. Cái đấy vật phát ra đây là được thôi. Mình nhà dây đi. Nó chạy sang kia ạ. Ôi. Đấy. Đấy, kéo. Cẩn thận mắt. Rồi. Đen nhá. Chấm đen hay sao ấy nhỉ? Chấm đen. Khanh nhìn ở sông mẹ chấm trắng như thế. Xuống đi chuột, tụi xuống chỗ kia đi. Tao cứ về đây, rong về đây, quả đây. Chấm trắng. Trắng thôi, không phải đen. Đen chứ. Đen hay trắng. Ok. Thành công được. Thành công, mỹ mãn rồi. Chúc mừng nhá, chúc mừng bạn quả nhá. Chụp ảnh phát lại. Đây, tặng cho quả nhá. Mình đi một cái được. Đây nhìn kiểu chó đi đâu. Về. Đây các bạn. Tao đi đuổi. Nhìn giống đen lắm. To các bạn ạ. Đấy, đem vợt là đúng rồi. Chúc mừng quản ơi. Con này. Cho người về, hai đứa người ở đây chơi. Tiền ơi. Tiền. Hả? Ok, tạm biệt nha. Về nha. Các bạn ơi, hiện tại là cũng muộn đấy. Bây giờ 12 giờ trưa rồi thì bọn mình bắt đầu thu đồ dần. Và bốn cần này mình vẫn cứ để một lúc nữa hết quả mồi vừa rồi mình vừa ra ấy. Thì mình cũng nghỉ thôi. Thì hôm nay thì cũng thành quả được một em cá chấm đen luôn. Nhìn sướng lắm. Thôi, mình cũng xin phép là thu đồ đây. Tạm biệt tất cả mọi người nhé. Hẹn các bạn trong video sắp tới. Mình cũng sẽ tiếp tục là một buổi câu ở đây tiếp nữa. Ok, tạm biệt tất cả mọi người. Bye. Hẹn gặp lại các bạn cho video sau.